Sẽ thế nào khi loài kiến biết sử dụng những vật dụng của con người làm vũ khí, những cây tăm xỉa răng làm tên bắn, còn có cả bình xịt côn trùng, viên xê sủi tạo bọt thành một dòng sông. Trận chiến khốc liệt này nảy sinh ra giữa hai đàn kiến đen và kiến lửa, mà nguyên nhân của nó chỉ vì tranh giành những viên đường. Câu chuyện bắt đầu trong một khu rừng nhỏ bé yên bình, có một cặp đôi vợ chồng không biết bảo vệ môi trường đến đó dã ngoại. Đúng lúc này thì người vợ đột nhiên đau bụng, chắc là sắp đẻ đến nơi rồi. Người chồng vội vàng đứng lên vơ vét được gì thì vơ rồi đưa vợ trở về. Và những gì không còn dùng được nữa đã được họ bỏ lại nơi đây. Bên cạnh đó là một con bọ rùa non nớt đang tập bay. Ngay cả các hướng đông, tây, nam, bắc còn không phân biệt được. Bay được một lúc đã bị bốn thằng ruồi côn đồ bao vây bắt nộp lộ phí. Nhưng bọ rùa cũng không phải dạng vừa đâu. Nó bay lên không trung rồi tổ lái đi mất. Ngay sau đó bọn ruồi cũng đuổi theo, dẫn đến nổ ra một trận không chiến. Cuối cùng bọ rùa vì sức cùng lực cạn, đập đầu vào đá rồi rơi xuống bên dưới. Lúc tỉnh lại thì trời đã tối mịt, còn gặp phải một trận mưa tầm tã. Bọ rùa đành phải chui vào bên trong cái hộp gần đó để trú mưa. Nào ngờ đến ngày hôm sau, cậu mới phát hiện thế giới này đã thay đổi hoàn toàn rồi. Chiếc hộp đó là vật dụng mà con người đã bỏ lại. Từ đó mà các loài côn trùng tụ họp tha hồ hưởng xoáy nguồn thức ăn dồi dào. Trong khi các loài côn trùng khác đang tập trung vào việc tha bánh trái về tổ, thì chỉ huy đội kiến đen tìm thấy những viên đường ngọt ngào bên trong chiếc hộp. Đúng là món quà của thần linh đã ban tặng. Nó liền huýt sáo kêu gọi đồng đội. Chúng liền vứt hết những thứ thập cẩm linh tinh trên vai xuống, chạy lại vác hộp đường đi. Giữa đường vì bất cẩn mà chúng làm rơi chiếc hộp xuống vách đá, những viên đường ngọt lịm từ bên trong văng ra ngoài, bọ rùa cũng bị rơi ra, nằm ngửa chổng chân lên trời. Đàn kiến nhìn thấy bọ rùa liền tò mò bu lại xem thử, trong đám có một đứa nhiều chuyện đến gần hơn để hời hời. Thế nhột nhột bọ rùa bỗng đánh giám một phát, phải nói thật là, ôi giời ơi. Đúng lúc đó có một con tắc kè bò tới, đàn kiến sợ hãi nấp sau những viên đường không dám hó hé nửa lời. Bọ rùa nhìn cũng đủ biết tình hình rất nguy hiểm, nó liền trốn vào hộp đường. Cuối cùng lại đánh giám cho vài phát nữa mà âm thanh đó lại khiến con tắc kè sợ hãi bỏ chạy, vì biết ơn cứu mạng mình. Kể từ đó bọ rùa trở thành bạn tốt với kiến đen. Cả hai trao đổi một lúc, bọ rùa quyết định đi theo kiến đen về nhà. Khi sắp về đến nơi thì chúng đột nhiên bị bọn kiến lửa chặn đường. Kiến đen vốn hiểu chuyện nên mang một viên đường ra để trước mặt kiến lửa xem như lộ phí để thông quan. Mùi hương ngọt ngào của hộp đường đã khiến bọn kiến lửa nảy sinh lòng tham. Chúng lập tức đuổi theo kiến đen hòng cướp lại hộp đường đó. Thấy tình hình nguy cấp, kiến đen vội đẩy chiếc hộp đến sát mép bậc thang rồi cùng nhau leo lên trên tuột một mạch về phía trước, cuối cùng rơi hết cả xuống con suối bên dưới. Kiến lửa không dễ dàng gì chịu thua, chúng trốn vào trong một lon nước ngọt và cũng lăn tròn trên mặt đất để đuổi kịp kiến đen. Hai bên gặp nhau dưới dòng nước đang chảy xiết. Bọ rùa không cẩn thận nên đã bị rơi ra khỏi hộp. Ở dưới nước nó phải cố gắng lắm để chạy thoát khỏi con cá hung hăng dữ tợn. Sau cùng được đàn kiến phối hợp tạo thành một cần câu, bọ rùa được chúng kéo lên bờ. Dòng nước cứ đẩy đưa chiếc hộp đựng đường đến đỉnh của một thác nước. Chúng liền nấp vào bên trong chiếc hộp, im lặng chờ đợi chiếc hộp rơi xuống bên dưới. Cả lon nước ngọt của lũ kiến lửa cũng rơi theo. Hồ nước bên dưới trong xanh và im văng vắt, kiến đen cập bến an toàn. Chúng đưa hết số đường viên bên trong chiếc hộp lên bờ rồi tiếp tục vác về tổ. Chúng đi từ sáng cho đến trời mịt mờ tối, nghỉ ngơi tại một hang động sâu thẳm để lấy sức. Sáng hôm sau chúng lại tiếp tục lên đường. Đàn kiến lửa lúc này cũng đã đuổi kịp đến nơi, nhưng tên đầu sỏ lại nảy ra một ý định khác. Chúng vẫn để cho kiến đen tha mồi về tổ, sau đó cử một con đi do thám tình hình xung quanh ổ kiến đen. Chúng có lực lượng bao nhiêu và nguồn lương thực dự trữ như thế nào? Kiến chúa đen bên trong đang bận tận hưởng những chiến lợi phẩm của đàn em mình mang về. Ăn một miếng thì đẻ ra một quả trứng. Đến lượt con bạn thân của bọ rùa đưa ra viên đường, kiến chúa liền mừng rỡ như bắt được vàng. Nó vừa nếm thử một miếng nhỏ thôi mà đã đẻ liên tục không ngừng nghỉ, trứng cứ phọt ra chất thành đống. Chả trách sao bọn kiến lửa lại hăng hái với những viên đường như thế này. Kiến do thám sau đó quay về báo cáo tình hình cho kiến chúa. Bà ta nghe tin lập tức tập họp cả một đội quân hùng hậu đi tiêu diệt kiến đen. Chẳng mấy chốc ổ kiến đen đã bị kiến lửa bao vây, vũ khí của chúng hầu như toàn là vật dụng của loài người. Với que tăm được chúng sử dụng như tên bắn, kiến đen cũng không vừa gì. Chúng lấy hộp bông tăm giấy tay ra đổ xuống dưới, đè chết từng con một. Sau đó còn dùng viên xê sủi để tạo thành một dòng sông và hũ muối tiêu làm vũ khí chống trả. Nhưng ở phía kiến lửa có một loại bi tròn, bắn sang phá hỏng một lỗ to tướng trên tổ kiến đen ngay lập tức. Tình hình này tiếp tục kéo dài sẽ không ổn, tổ kiến đen sẽ bị đánh sập mất. Kiến đen chúa lúc này cho phép các kiến thợ lấy vũ khí tối cao của đàn ra sử dụng, đó chính là hộp diêm và pháo hoa. Trong lúc bọn kiến lửa đang cật lực đưa tổ kiến chúa vào trong ổ kiến đen thì kiến đen đã khai hỏa phát đầu tiên từ que diêm cuối cùng. Chiếc pháo hoa bay một vòng trên không trung rồi rơi xuống, bọn kiến lửa vẫn trợn mắt không biết đó là gì. Một vụ nổ xảy ra như lời tuyên chiến của kiến đen, lãnh thổ này nhất định phải bảo vệ. Cho dù kẻ thù có đông và mạnh như thế nào, dù thịt nát xương tan cũng không được đầu hàng. Bọ rùa lúc này nhìn bao bì trên hộp đựng que diêm liền nhớ ra, ở chỗ lấy thức ăn của con người đã từng nhìn thấy thứ tương tự như vậy, liền đề nghị đi lấy hộp diêm về cho kiến đen.
chúng nhanh chóng mang tờ tiền ra gấp thành một chiếc máy bay giấy, phóng bọ rùa bay ngang qua đám kiến lửa đông ngùn ngụt phía bên dưới. Chúng dùng bình xịt côn trùng để tấn công chiếc máy bay nhưng bất thành. Bọ rùa sau chuyến bay ngắn đã có thể tự bay trên đôi cánh của mình. Nó vượt qua cánh đồng xanh bát ngát, băng qua khu ngọn núi để trở lại nơi cắm trại của cặp đôi vợ chồng lúc trước. May quá hộp diêm vẫn còn, đang xoay sở không biết mang đi bằng cách nào thì có một con nhện đen xuất hiện. Bọ rùa vội tìm chỗ trốn, và rồi con nhện quyết định tha hộp diêm đi mất. Bọ rùa sửng sốt vội bám theo sau. Trời lúc này đã sập tối mà bọ rùa vẫn chưa về. Kiến lửa lại sắp phá được ổ để đưa tổ kiến của chúng vào. Kiến đen đã đặt hết hy vọng vào chuyến đi của bọ rùa. Chúng biết lực lượng của mình không đông, sức mạnh cũng không bằng kiến lửa, làm sao có thể chống chọi được đây? Bọ rùa lúc này bám theo nhện đen về đến nơi ẩn nấp. Chẳng may một chiếc lưỡi dài từ đằng sau vươn ra dính lấy bọ rùa. Với sức lực nhỏ nhoi này nó không tài nào thoát ra được, đành bất lực nằm im chịu trận. Nhưng lúc này vì sức kéo quá mạnh, ngôi nhà búp bê của nhện đen lại bị ngã sập xuống đè chết tắc kè. Thật may mắn vì nó đã được nhện đen cứu giúp. Sau đó thương lượng lấy được hộp diêm về. Đang bay giữa đường nó bắt gặp bọn kẻ thù cũ đang bắt nạt một con bọ rùa khác. Liền vứt lại hộp diêm rồi xông ra hỏi thăm sức khỏe bọn ruồi. Ê, lâu rồi không gặp, khỏe không? Sau đó đánh giấm một phát vào mặt bọn ruồi kiểu như muốn nói: chú mày nhớ mùi anh cho kỹ. Đám ruồi điên tiết lên đuổi bọ rùa khắp nơi. Với tốc độ này chúng có thể băng thủng cả mạng nhện. Cánh cứng giờ đây không còn non nớt nữa đâu. Muốn bắt nạt mà dễ à? Nó lao ra đường và lách hẳn sang con xe ô tô trước mặt. Đám ruồi ham hố đâm đầu vào chiếc xe, rơi lục đục xuống lòng đường. Bọ rùa quay lại cùng với con bọ kia nhặt hộp diêm lên. Một mình nó bay về tổ kiến đen để ứng cứu. Nhưng tòa thành lúc này sắp bị phá cho tan tác rồi. Bọ rùa bay ngang qua đám kiến lửa, đáp an toàn xuống căn cứ kiến đen. Thời khắc chiến tranh đã tới. Kiến đen thay phiên nhau đốt que diêm châm ngòi cho những chiếc pháo. Chúng bay lên trời lượn vài vòng rồi nổ tung trên đó. Pháo hoa rốt cuộc cũng chỉ là pháo hoa, không thể thành đạn đạo được. Lúc này có một vài quả, do để lâu ẩm ướt nên bị hư. Nó rơi xuống tạo thành một vụ nổ cũng không mấy lớn lắm. Nhưng do kết hợp với khí gà trong bình dịch mũi nên đã tạo thành một đám cháy vô cùng lớn. Chẳng mấy chốc lũ kiến lửa sợ xón cả ra quần, còn không bao ba chân bốn cẳng rút quân. Vậy là bình yên đã quay trở lại. Mặc dù tổ của kiến đen đã bị phá hủy nhưng kiến chúa vẫn được bảo vệ an toàn, hộp đường cũng còn nguyên vẹn. Dự rằng sau trận chiến này kiến đen với sự đoàn kết và tính chăm chỉ cần cô có thể sớm gây dựng lại một vương quốc kiến đen vĩ đại như trước. Tình bạn giữa anh chàng kiến đen và chú bọ rùa gan dạ kiên trì cũng ngày càng thêm gắn bó. Sức mạnh của tình bạn và sự đoàn kết đã giúp kiến đen đánh đuổi được kẻ thù. Cùng với sự nỗ lực của bọ rùa, nó không chỉ giúp được kiến đen mà còn vượt qua nỗi sợ hãi bay lượn của bản thân mình. Chúng ta sẽ diệt vong nếu ngừng giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta không thể tồn tại mà không hỗ trợ lẫn nhau. Và sau đó tất cả những người cần trợ giúp có quyền đi tìm sự giúp đỡ từ người khác. Và không ai có khả năng giúp đỡ lại có thể từ chối mà không thể cắn rứt. Bộ phim đến đây là kết thúc. Ở phần một, chú bọ rùa sau khi giúp đỡ kiến đen đánh bại kiến lửa thì nó đã tìm được cho mình một người bạn đời và cùng nhau chào đón đàn hậu duệ bọ rùa nhí. Chúng hiện đang sống yên ổn hạnh phúc trong tổ ấm của mình. Và một ngày mùa đông nọ, nó chào tạm biệt vợ con để ra ngoài kiếm thức ăn. Đang tháo quả táo về tổ thì mấy thằng rùa du côn lúc trước lại tìm cách bắt nạt nó. Mày bé thế kia ăn làm sao hết được quả táo này, để anh ăn giúp mày cho. Nói rồi nó hất văng chú bọ rùa nhỏ ra xa và giật phăng mất quả táo, tưởng dễ ăn của ngoại hà con trai. Bọ rùa bay đến thách thức chúng xem ai bay nhanh hơn. Mấy thằng rùa lập tức đuổi theo hơn thua, cuối cùng bị bọ rùa lừa mắc kẹt vào mạng nhện. Bọ rùa này đã trở thành trụ cột của một gia đình, nên nó phải dùng mọi cách và không từ thủ đoạn nào để bảo vệ vợ con. Trong khi đó, khu rừng mùa đông không có du khách nào đến tham quan, bọn kiến cũng bắt đầu cạn kiệt thức ăn. Lần này chúng đánh liều kéo quân vào thành phố loài người với hy vọng có thể mang thứ gì đó ngon lành trở về tổ. Chúng đến trước một cửa hàng bách hóa để thăm dò. Hộp đường ở ngay trước mắt, nguồn thức ăn quý giá này phải lấy về bằng mọi cách. Người nhân viên đang ngồi say sưa xem bà tám review, không biết bên ngoài bọn kiến đen đã lên sẵn kế hoạch đột nhập vào trong. Chúng đẩy chìa khóa rơi ra, âm thanh ồn ào đã khiến người nhân viên phải mở cửa ra ngoài kiểm tra. Nhờ vậy bọn kiến âm thầm chui vào bên trong mà không có bất cứ nghi ngờ nào. Chúng đến thẳng vị trí trưng bày những hộp đường và vận chuyển xuống bên đường, không quên nhắc nhở nhau phải thật nhẹ nhàng để tránh bị phát hiện. Bất ngờ bọn kiến lửa lại xuất hiện, biết đấu không lại nên chỉ huy ra lệnh cho tất cả nhẹ nhàng rút lui. Nhưng bọn kiến lửa lúc này vẫn cứ đuổi theo phía sau. Kiến đen trong lúc nguy cấp đã nhảy vào thùng hàng ẩn nấp. Lũ kiến lửa lúc này kéo đến ngày càng đông. Chúng dường như không phải đến tranh giành thức ăn, mà đến để đòi món nợ cũ. Kiến đen sau khi thoát khỏi thùng hàng liền có dự cảm không lành. Nó lập tức phát tín hiệu cầu cứu. Bọ rùa đang ngủ cùng gia đình lúc này nhận ra tiếng gọi của kiến đen. Bạn bè gặp nạn nó không thể nhắm mắt làm ngơ, liền rời khỏi tổ bay đến thành phố con người để ứng cứu. Chẳng mấy chốc nó đã bay đến nơi kiến đen. Bọn kiến lửa không dễ dàng tha cho chúng. Bọ rùa phải vật lộn với bọn kiến lửa để kéo kiến đen ra. Lúc này từ bên ngoài bọ rùa con của nó lại tìm đến.
Thế là hai cha con hợp sức cùng nhau cứu lấy kiến đen. Lực kéo quá mạnh làm cho cả bọn kiến đen đều rơi xuống bên dưới. Bọ rùa có thể bay nên vẫn giữ kiến đen lại được. Chẳng may bóng đèn đung đưa hất văng bọ rùa con rơi xuống thùng hàng. Tất cả những thùng hàng đó đều đang được đóng gói để vận chuyển đi nơi khác, bao gồm cả thùng của bọn kiến lửa và của bọ rùa con. Nhìn thấy chiếc xe rời khỏi đó, bọ rùa đành chia tay với kiến đen và bám theo chiếc xe để tìm lại con mình. Với thân hình nhỏ nhắn, nó nhanh chóng xâm nhập được vào bên trong. Tuy vậy, nó vẫn chưa tìm được thùng hàng nào đang nhốt con mình. Chiếc xe chạy đến sân bay và dừng lại. Người đàn ông mang hết những thùng hàng ra khỏi xe và bắt đầu đẩy vào trong. Bọ rùa sau một chuyến đi dài có phần hơi xây sẩm chóng mặt nên không thể bay theo kịp, cuối cùng bị bỏ lại bên ngoài cổng sân bay. May mắn gặp được anh bạn Tiểu Cường tốt bụng, cũng một phần nhờ ngoại giao tốt mà bọ rùa được dẫn bay qua các đường dây điện để đột nhập vào trong sân bay. Hai đứa quan sát chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh liền đoán được đó chính là chuyến bay mang theo bọ rùa con. Nó liền tạm biệt Tiểu Cường rồi bay một mạch ra ngoài, bám theo chiếc máy bay bay cao lên bầu trời. Sau khi vào được kho chứa hàng, nó cũng ngửi ra được mùi của con nó bên trong. Không thể làm gì hơn, nó đành ngồi đó chờ đợi. Máy bay lúc này đã bay rất lâu và dừng lại tại một hòn đảo hoang dã thơ mộng. Thùng hàng được vận chuyển lên một chiếc xe, bọ rùa vẫn ở trên đó. Cho đến khi chiếc xe chạy đến một đoạn gập ghềnh chao đảo làm bọ rùa bị hất văng ra khỏi xe. Lúc này nó đã thấm mệt rồi, không đuổi theo nổi nữa. Chiếc xe vẫn cứ thế chạy đến một quán rượu rồi dừng lại. Người đàn ông khui thùng hàng ra, bọ rùa con được giải thoát. Nó nhanh chóng bay ra ngoài hít thở không khí trong lành, tận hưởng khoảnh khắc tự do. Bọ rùa cho lúc này lại tiếp tục đi xã giao và nhận được trợ giúp của bầy kiến đen. Chúng phát tín hiệu cho bọn kiến đen trong khu rừng như lời mô tả của bọ rùa cha. Kiến đen ở nhà nhận được tin cầu cứu của bạn, lập tức tìm đến nhờ sự trợ giúp của nhện đen. Hai đứa tìm thấy một con thuyền đồ chơi, cột bong bóng vào rồi khởi động nó bay ra khỏi khu rừng. Trong lúc này tại đảo hoang, bọ rùa con bị một con bọ ngựa cánh xanh đuổi bắt. Nó hốt hoảng bay đi, vô tình va vào tảng đá lớn, rơi xuống chiếc mạng nhện khổng lồ. Ở đó nó gặp một con bọ rùa cái 2 chấm địa phương, muốn chứng tỏ mình mạnh mẽ. Nó cố đập cánh để thoát ra khỏi chiếc bẫy nhện, nhưng càng cố vùng vẫy, lại càng khiến con nhện nhanh chóng quay về. Bọ rùa cha lần mò khắp nơi, cuối cùng cũng đi theo dấu vết của bọ rùa con mà tìm đến hàng nhện. Con nhện nhìn thấy con mồi mới vô cùng hí hửng vui mừng, nào ngờ lại bị bọ rùa cha vứt viên đá xuống đầu. Nó rơi xuống hang sâu bất tỉnh, chiếc lưới nhện bị đứt ra và giải thoát cho lũ côn trùng. Bọ rùa cha và bọ rùa bản địa không quên mang theo những nạn nhân khác ra ngoài, bao gồm cả con bọ rùa con ruồi và con sâu lông béo ốc hịch. Bọ rùa con vì quá mệt mỏi nên đã lăn ra bất tỉnh. May mắn nó được bọ rùa bản địa tha về tổ, tại đó nó được chăm sóc cẩn thận. Không lâu sau bọ rùa con đã tỉnh lại, nó vui mừng hôn bọ rùa bản địa như một lời cảm ơn. Sau đó thì hai cha con cũng mừng quýt tựa vào nhau, vui mừng vì được đoàn tụ. Trong một diễn biến khác, tàu bay của nhện và kiến đen giữa đường gặp giông bão, không trụ nổi nên nó rơi xuống giữa đại dương mênh mông. Không may lại bị con cá mập nuốt chửng đi mất. Cả hai vẫn còn sống trong bụng cá mập. Để cho cá mập bơi được một hồi lâu rồi, nhện đen nảy ra ý tưởng bật nhạc lên quẩy tưng bừng. Cá mập đinh tai nhức óc quá liền nhả con tàu ra khỏi dạ dày. Chúng tiếp tục vượt theo dòng nước biển để tìm đến hòn đảo hoang mà bọ rùa đang mắc kẹt lại. Vào một ngày nắng đẹp, loài người kéo đến cái cây trú ẩn của bọ rùa và quyết định chặt nó đi. Bọ rùa cha chợt nhớ đến cảnh tượng lúc trước ngoài bãi biển, loài sâu chóm đã khiến con người phải khóc thét lên vì chất độc của nó. Chắc chắn chúng sẽ là vị cứu tinh duy nhất có thể giúp bọ rùa giữ được tổ ấm. Bọ rùa cha liền bay đi tìm cứu viện, dặn dò bọ rùa con không được đi theo mình. Không ngờ trên đường nó lại đụng độ bọ ngựa cánh xanh, đang bị tóm thì may mắn được bọ rùa con cứu giúp, bị cướp mất con mồi. Bọ ngựa điên tiết liền chu chéo gọi đồng bọn. Hai con bọ rùa sợ hãi bay đến giữa biển tưởng chừng như không còn đường thoát. Bọ ngựa cánh xanh lại bao vây tứ hướng. Đang sợ hãi tột đỉnh thì con tàu bay của nhện đen xuất hiện. Hai cha con bọ rùa thoát chết, leo lên tàu bay đi mất trước sự ngỡ ngàng của bọn bọ ngựa cánh xanh. Con tàu bay thẳng vào khu rừng, len lỏi qua những hốc cây để vào được hang ổ của bọn sâu gióm. Sau khi thương lượng, sâu gióm cũng nhận ra con người đang có dã tâm muốn phá hoại khu rừng. Đến lúc ấy thì không chỉ bọ rùa bị ảnh hưởng, mà ngay cả sâu gióm cũng sẽ không được sống yên thân. Chi bằng ngay từ lúc này ta ra tay ngăn chặn hành động xấu xa đó lại, cùng nhau hợp sức cứu lấy khu rừng. Sâu gióm chúa sau khi xác nhận những gì bọ rùa nói là chính xác, con người đã lên kế hoạch phá hủy nơi đây để xây dựng khu nghỉ mát, lập tức đưa quân đến bao vây vùng lãnh thổ cần bảo vệ. Xung quanh cái cây là nhà của bọ rùa xuất hiện toàn là sâu gióm. Những người kỹ sư công trình đến đây kiểm tra tình hình, bất cẩn bị dính chất độc sâu gióm, toàn thân ngứa ngay biến thành một màu xanh be bét. Nhìn thấy tấm bảng khu vực sâu gióm sinh sống cực kỳ nguy hiểm, cả bọn sợ hãi bỏ về. Công trình vì vậy cũng tạm thời phải gác lại, nhờ vậy mà tổ ấm của bọ rùa đã không bị phá hủy. Hai cha con tạm biệt bọ rùa địa phương và sau đó lên tàu bay quay về. Trên chuyến bay, bọ rùa con nhận ra người bạn đời của nó, một nửa của nó đang tồn tại trên hòn đảo hoang kia. Vốn trong thời gian qua nó đã có tình cảm với bọ rùa hai chấm rồi,
vậy nên nó xin cha cho phép được quay về cùng bọ rùa hai chấm kết đôi sinh sống cuộc đời mới. Bọ rùa cha mắt ngấn lệ vì sắp phải xa con, nhưng nó không thể giữ con mãi bên mình như vậy, đành chấp nhận cho con rời khỏi mình. Sau khi về lại khu rừng, kiến đen, bọ rùa và nhện đen nhà ai nấy ở. Kiến đen đoàn tụ cùng với gia đình trong tổ. Bọ rùa may mắn vì có thể về gặp vợ và các con. Bên ngoài tuyết vẫn lạnh lùng rơi, một mình nhện đen nếm trải mùi vị của sự cô đơn trong tổ ấm. Chiếc máy nghe nhạc lúc nào cũng được sạc pin đầy đủ, bật hết công suất. Hành trình đi để trở về của bọ rùa không quá nhiều pha hài hước. Phần 2 này động lại trong chúng ta những cảm xúc thiêng liêng của tình cảm gia đình và tình bạn giữa những loài côn trùng với nhau. Ở nhà nhờ cha mẹ, ra đường nhờ bạn bè, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sự đoàn kết ắt sẽ giúp chúng ta có thêm sức mạnh để chống lại thế lực thù địch. Bộ phim Thung lũng Kiến phần 2 đến đây là kết thúc. Bộ phim đến đây cũng là hết mất tiêu. Mình là bà Tám Review. Chúc các bạn có một ngày an lành. Bộ phim đến đây cũng là hết mất tiêu. Anh em cảm thấy bộ phim ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ ở phía dưới phần bình luận cho chúng mình được biết nhé. Đừng quên nhấn nút like, đăng ký kênh và đặc biệt là bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của bà Tám lên 500 anh em.